quá các bạn ơi, nóng quá thì đứng ngay đằng trước nè, mình quay mới đẹp các bạn. Giờ không có vô được đâu, vô được thì sẽ quay cho các bạn xem từ đầu đến đuôi luôn. Zoom lên cho các bạn xem cho rõ nha, tại vì nắng quá nó ngược ánh sáng nữa, các bạn xem biết có rõ không? Thôi để quay từ từ cho các bạn xem. Ngày mai mới khai mạc đường hoa, khai mạc đường hoa thì đông lắm. Ngày mai vẫn còn ngày cuối cùng mình đi làm các bạn, không biết có đi sớm, tranh thủ đi sớm một chút, không biết có được hay không luôn. Chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày năm mới sắp đến này thật sự là vui vẻ và tốt đẹp nha các bạn.